Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 Đảng vẫn loay hoay bế tắc về đổi mới đường lối. Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 10 tháng 6 vừa tổ chức một hội nghị báo cáo viên cấp Trung ương, trong đó đại diện của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có báo cáo chuyên đề về những điểm được cho là mới trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng này dự kiến tổ chức vào sang năm theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Nhân dịp này, một số nhà quan sát thời sự chính trị nhà nghiên cứu Việt Nam bình luận với BBC News tiếng Việt qua bút đàm trước hết là về tính mới hay điểm mới như được báo chí Việt Nam loan báo. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Phản biện Chính sách Độc lập ISDS, thực ra Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam, Trung Quốc cũng vậy, nhưng họ phải bám vào cái mà ông Hồ Chí Minh đã theo để củng cố tính chính đáng của nó để che đậy sự tham quyền cố vị của nó mà thôi. Nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Sinh Đại học Quốc gia Hà Nội Hai bài báo in trên báo thanh niên chỉ ra hai điểm mới thứ nhất gắn công tác xây dựng hệ thống chính trị với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Và thứ hai, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị Việt Nam với một là Đảng Cộng sản Việt Nam, hai là nhà nước gồm có Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ba là mặt trận tổ quốc và bốn là đoàn thể xã hội, là việc làm thường xuyên kể từ khi Đảng cầm quyền nay coi đây là điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 13, chứng tỏ mối quan ngại của nhà lãnh đạo về vai trò và sức mạnh của Đảng Cộng sản. Về nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo tôi không có gì khác nhau. Tôi nhớ Đại hội 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra năm 2001 đề ra mục tiêu đến năm 2020 biến Việt Nam cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, kết quả thế nào chúng ta đã biết Đại hội 13 Đảng lại đề ra mục tiêu 30 năm nữa đưa Việt Nam trở thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chờ đợi và hy vọng khi đó đất nước trở thành con rồng châu Á. Tiến sĩ Mai Thành Sơn, Viện Hà Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, theo tường thuật của Báo Thanh Niên, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có liệt kê ra 4 điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam so với các nhiệm kỳ trước, gắn xây dựng chỉnh đốn chính trị với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định vấn đề Biển Đông là một thách thức rất lớn và giữ vững nền tảng tư tưởng có ý nghĩa sống còn. Nếu như vậy tôi thấy chỉ có điểm thứ ba liên quan đến chủ trương của Đảng Cộng sản trong việc ứng phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là thực sự có nội dung mới. Mấy kỳ đại hội của Đảng gần đây vấn đề Biển Đông và tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ được đưa ra thảo luận như một nội dung trọng tâm của nghị sự, những điểm khác không mới. Thời của ông Đông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư, Đảng đã xác định mốc 2020 là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp, tức là đã trở thành một quốc gia phát triển. Cương lĩnh Đại hội 13 lại xác định đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam mới trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy chẳng phải là nhà lý luận của Đảng đang thừa nhận sự thất bại trong mục tiêu được đề ra trong các kỳ đại hội trước. Việc nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì mấy chục năm nay vẫn lặp đi lặp lại không có gì mới. Ngay cả việc xây dựng chỉnh đốn đảng cũng đâu có gì mới, nó luôn gắn liền với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay. Nhắc lại một chút để cùng nhớ, trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh trình bày và được hội nghị thông qua chính cương vắn tắt. Sách lược vắn tắt của đảng chỉ mấy tháng sau đó, tháng 10 năm 1930, ông Trần Phú đề xuất một bản luận cương chính trị mới phản ánh sâu sắc hơn tinh thần quốc tế ba, tên đảng cũng được đổi lại, từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 7 năm 1939, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ xuất bản quấn tự chỉ trích, xác định một số nội dung mà đảng chỉnh đốn. Năm 1947, ông Hồ Chí Minh viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc cũng là một ấn phẩm nhằm mục đích hướng dẫn chỉnh đốn tổ chức hoạt động của đảng, của nhà nước. Những năm tiếp theo liên tục có những cuộc chỉnh đốn đảng liên quan đến việc thanh lọc cán bộ dựa trên lý lịch và cải cách dụng đất 1953-1956 chống chủ nghĩa xét lại đảng 1967. Năm 1986 đánh bước đánh dấu bước chuyển trong nhận thức cũng như công tác xây dựng đảng theo hướng cởi mở hơn. Rồi những năm sau đó lại có những chủ trương nhằm thắt chặt lại và thanh lọc những nhân vật bất đồng chứng kiến. Rõ ràng xây dựng và chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ thường xuyên, sao có thể coi là điểm mới trong vận kiện Đại hội 13 được. Nhưng đọc lại toàn bộ hai bài báo được đăng trên thanh niên, tôi nhận thấy có một điểm mới Lần đầu tiên, một nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam công khai bộc lộ là trên thực tế những nhà hoạt động của Cộng sản Việt Nam hiện nay đang khủng hoảng sâu sắc về mặt lý luận. Nhà báo tự do song chi, cựu đạo diễn truyền hình, tôi không thấy có gì đổi mới cả. Trái lại, tôi nhìn thấy ở đây một sự loay hoay bế tắc trong đường hướng lý luận. Mà thực tế thì bao nhiêu năm nay Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã loay hoay và bế tắc rồi gần 30 năm rồi, nhà nước Việt Nam vẫn loay hoay. Về kinh tế thì sử dụng cụm từ logic và đầy mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về lý luận thì gọi đây là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng quá độ là bao lâu? Như chính ông Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cũng đặt ra câu hỏi. Một điểm mới khác trong chủ đề đại hội mà văn kiện đại hội 13 đưa ra, Ông Phú cho hay là phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Phú giải thích đây là đổi mới về nhận thức vì trước đây ta đặt tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lần này mục tiêu là phát triển một nước công nghiệp hiện đại và phát triển có mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một ông Phú nói. Là người dân tôi cảm thấy rất là mù mờ sự khác nhau giữa hai cái này thưa ông. Điều mà tôi hoài nghi là dựa trên thực tế của Việt Nam hiện nay có chắc gì đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam là nước phát triển chưa, lại còn phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế mặt mũi cái xã hội chủ nghĩa đó nó ra sao? Các ông có thể nói rõ cho người dân chúng tôi biết không? Trên thế giới có nước nào là nước xã hội chủ nghĩa theo ý các ông nói hay không? Liên Xô thì sụp rồi, Hay Cuba, Bắc Hàn, những nước mà kinh tế không đủ nuôi dân, người dân nói đến đói lên đói xuống. Hay Trung Quốc là một nước mà các ông đang nhất nhất học theo, có phải là nước xã hội chủ nghĩa hay không và nếu không thì là gì? Thực tế trên thế giới hiện nay tất cả các nước phát triển giàu mạnh đều đi theo mô hình kinh tế thị trường, đều là những nước tư bản. Ngay cả Trung Quốc cũng thế, nhưng cái khác là họ là một nước độc tài độc đảng. Thế thì tại sao chúng ta phải đi theo một cái mô hình xã hội chủ nghĩa gì đó mà cho tới giờ này chúng ta vẫn chưa định nghĩa được mà không tìm thấy cái mẫu để học theo. Một điểm quan trọng trong báo cáo của ông Phú không còn thừa nhận chủ nghĩa Mạc Lenin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân rối loạn đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh. Tóm lại là dù biết chủ nghĩa Mark Lenin đã vứt vào sọt rác và lịch sử ngay của ở, ở Liên Xô và đã lạc hậu lỗi thời như các ông vẫn bám víu, dù biết con đường đang đi không biết chừng nào mới tới, không biết bao giờ thì hết thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội tròn méo ra sao nhưng các ông vẫn cứ giữ để làm cái bình phong che đậy mục tiêu duy nhất giữ vững quyền lực của đảng cộng sản giữ vững mô hình độc tài độc đảng không có gì thay đổi cả thế thôi đại hội 13 không thể có báo cáo chính trị xứng tầm Tại hội nghị trung ương 11 ngày 7 tháng 10 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng phát biểu rằng báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội, là căn cứ lý luận và thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác. Ông cũng nhấn mạnh nhân dân cán bộ kỳ vọng đại hội 13 của Đảng sẽ có một báo cáo chính trị xứng tầm. Đến nay dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thành. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, hội nghị báo cáo viên trung ương khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội. Theo truyền thông nhà nước, tại hội nghị này, ông Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo về những điểm được cho là mới của bản dự thảo, trong đó xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng, mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành các nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhận định vấn đề Biển Đông vẫn là một thách thức lớn và quan điểm chỉ đạo vững vàng tư tưởng Malenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các nhà quan sát và dư luận cho rằng bốn nội dung trên không gọi là xứng tầm và người dân kỳ vọng lớn hơn vào những cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, nếu phân tích từ bản chất của chế độ sẽ không thể có báo cáo chính trị xứng tầm tại Hội nghị 13. Các lý do chính là một phương thức cải cách tiệm tiến vẫn là sự lựa chọn ưu tiên phù hợp với sự lãnh đạo dự tập thể dựa trên đồng thuận. Hai là sau giai đoạn bất ổn thể chế trong nhiệm kỳ đảng đã kiểm soát được tình hình nhờ tăng trưởng kinh tế dựa vào thị trường và chiến dịch chống tham nhũng để chỉnh đốn đảng. Ba là bối cảnh quốc tế khiến cho Việt Nam không thể chọn phe Mỹ hay Trung Quốc. Hoạch định chủ trương đường lối chính sách là công việc của đảng, của giới lãnh đạo. Bởi vậy, về nguyên tắc tất cả vì lợi ích của đảng và cụ thể trước hết là sự tồn vong của đảng. Chế độ đảng toàn trị có cội nguồn từ mô hình Liên Xô trước đây, đó là chế độ do một đảng duy nhất lãnh đạo với một ý thức hệ xã hội chủ nghĩa bao trùm trên nền tảng tư tưởng Mark Lenin, sử dụng chuyên quyền tạo ra sự sợ hãi để buộc mọi người dân trong xã hội phải trung thành tuyệt đối với hệ tư tưởng chính thống với việc kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh riêng tư nhất của thành viên trong xã hội, chế độ này phủ nhận các định chế chính trị mang tính đối trọng như đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự hay trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ, mà chủ yếu dựa vào giới lãnh đạo điều hành đất nước, đặc biệt vai trò của lãnh tụ. Các văn kiện đại hội là công cụ cai trị phải thể hiện quan điểm của đảng cầm quyền. Từ đó ban hành các chính sách trong mỗi khoảng thời gian dài hạn, trung hạn và hoặc hàng năm bao quát mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Các văn kiện này về nguyên tắc phải nhất quán và tổ chức được cụ thể hóa trong chương trình hành động của các địa phương hoặc các bộ phận cấu thành chế độ. Đặc trưng của phương thức cai trị này là loại bỏ sự bất ngờ, không đoán định những thay đổi đột phá có thể là nguy cơ làm sụp đổ chế độ và chỉ được đảng cân nhắc khi nguy cơ này hiện hữu, khi chế độ bị dồn vào trần tường. Cải cách và mở cửa ở Trung Quốc cuối cùng những năm 1970 và đổi mới ở Việt Nam sau đó khoảng một thập kỷ là những minh chứng lịch sử rõ ràng. Ngoài ra, các nhà toàn trị đúc rút bài học sụp đổ từ nội bộ khi giới lãnh đạo xa rời với hệ tư tưởng chính thống tạo thành các nhóm lợi ích, thậm chí là hình thành phe nhóm. Bởi vậy cải cách, tiệm tiến từ từ, sai sửa luôn là sự lựa chọn của giới cầm quyền. Các biện pháp cải cách thể chế có thể hướng đến giải quyết vấn đề liệu Đảng Cộng sản toàn trị có thể điều khiển được kinh tế thị trường mà không làm thay đổi bản chất của chế độ. Cho đến nay chưa thể có lời giải về lý thuyết khi chủ nghĩa Mark Lenin chỉ là hình thức duy trì chế độ. Đồng thời chỗ dựa thực tế cũng lung lay khi mà Trung Quốc không còn là cái hình mẫu để nói theo. Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực để thay đổi chế độ toàn trị bằng chế độ độc tài. Mặc dù vậy, quá trình cải cách thể chế từ kinh tế đến chính trị luôn được đặt ra qua nhiều kỳ đại hội đảng. Ai mà đoán trước được khi nào nó sẽ kết thúc. Sau giai đoạn bất ổn thể chế chủ yếu do tăng trưởng kinh tế nóng vội dựa vào các tập đoàn nhà nước của nhiệm kỳ trước, Đảng dường như đã kiểm soát được tình hình nhờ điều chỉnh chính sách tăng trưởng dựa vào thị trường và chiến dịch chống tham nhũng để chỉnh đốn Đảng. Một chính sách mang tính thực dụng rõ nét hơn để duy trì chế độ lấy tăng trưởng kinh tế làm tính chính danh thay cho bầu cử dân chủ. Nhiệm kỳ Đại hội 13 vẫn sẽ kế thừa chính sách hiện nay, chính phủ kiến tạo là phù hợp với hiện trạng kinh tế của đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục chống tham nhũng và trong hơn 4 năm của nhiệm kỳ đại hội 12, nhiều quan chức cấp cao bị kỷ luật, kết án tù hoặc bị loại khỏi guồng máy cai trị dưới nhiều hình thức bởi các tiêu chuẩn định tính như nêu gương đạo đức, cá nhân chủ nghĩa, tự chuyển hóa hay tham vọng quyền lực. Những kết quả từ các chính sách trên bước đầu huy động được nguồn lực xã hội thông qua thị trường để tăng trưởng và cải thiện môi trường kinh doanh loại bỏ những rào cản về hành chính, thực thi công vụ và luật pháp. Tuy nhiên hiệu ứng bất cập từ chính sách trên dần bộc lộ. Các hiện tượng trên nóng dưới lạnh trên bảo dưới không nghe, giấu mình trở thời như những căn bệnh cố hữu của hệ thống chính trị. Các giá trị xã hội đang luận lẫn lộn xung đột giữa thị trường và kế hoạch hóa giữa chủ nghĩa cá nhân và tập thể, sự bất công và khoảng cách phân hóa giàu nghèo ngày càng nới rộng, tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực tràn lan trong nhiều lĩnh vực của một xã hội mang tính chất tư bản thân hữu nặng nề. Thị trường ngày càng đòi hỏi thể chế đối trọng và trách nhiệm giải trình chủ dân chủ khi mà điều kiện thiếu vắng cơ chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực. Minh chứng rõ ràng nhất là đảng không thể kiểm soát được tài sản quan chức như giải pháp chống tham nhũng. Để tránh sụp đổ, chế độ đảng buộc vẫn phải phải duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi, tinh giản bộ máy là nhiệm vụ dường như bất khả thi trong qua nhiều nhiệm kỳ. Bối cảnh quốc tế phức tạp, bất định khi cuộc thương chiến Mỹ Trung đang thay đổi và tăng tốc bởi đại dịch virus Vũ Hán có thể trở thành chiến tranh lạnh 2.0 toàn cầu hóa đang lùi bước trước chủ nghĩa quốc gia. Trật tự mới chưa định hình khi trật tự hiện hành do Mỹ dẫn đầu đang bị lung lay thách đố bởi sự trỗi dậy hung hăng của Trung Cộng. Các quốc gia đang lúng túng trước sự lựa chọn phe Mỹ hay phe Trung Quốc trong tình thế liên kết kinh tế phức tạp bởi các chuỗi cung ứng toàn cầu và sự lệ thuộc vào Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Hơn thế vì cuộc chiến tranh mang màu sắc chính trị và ý thức hệ hiện hữu trong mọi vấn đề quan hệ giữa hai cường quốc, khi mà Việt Nam có hệ tư tưởng của chế độ tương đồng với Trung Quốc, lệ thuộc nặng nề về kinh tế với nước này nhưng ủng hộ chính sách tự do hàng hải của Mỹ để bảo đảm vệ bảo vệ được chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Dư luận có thể không hài lòng về chính sách đu dây, tuy nhiên Việt Nam không thể chọn phe. Các nhà nghiên cứu và quan sát tình hình đang chỉ ra thời cơ đổi mới tăng trưởng kinh tế nhanh nếu nắm bắt và thay đổi để đón nhận. Tuy nhiên thực tế có thể dự đoán rằng cơ hội rồi sẽ trôi đi như đã từng trong suốt quá trình chuyển đổi. Báo cáo chính trị như trên đây không thể là căn cứ để thay đổi đột phá thể chế. Kỳ vọng của người dân sẽ hụt thẳng ở kỳ đại hội 13, tuy nhiên có thể sẽ lại được nuôi dưỡng trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Chủ nghĩa xã hội vẫn chỉ là định hướng, kể cả khi Việt Nam trở thành nước phát triển ở giữa thế kỷ 21. Nhưng nội dung này lại được coi là mới trong báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.